Mai chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với chương trình Đùa Như Thật. Đây là vòng thứ nhất mang tên Ai Nhanh Ai Chậm. Vì sao lại có cái tên này? Rất đơn giản thôi. Ở trên cái mục phía trước Minh Sù đây sẽ có hai cái nút bấm. Nhiệm vụ của những người chơi sẽ lựa chọn một thành viên ra thi đối kháng với thành viên còn lại. Sau khẩu hiệu hết sẽ nhấn chuông giành quyền trả lời. Nhấn chuông trước thì có 3 giây trả lời thôi, và đồng đội của mình có quyền nhắc bài luôn. Và đặc biệt hơn hết, trải qua 4 lượt thi đấu đối kháng, đội nào có nhiều câu trả lời đúng hơn, đội đó sẽ là đội có cơ hội nhận được về cho đội mình một gợi ý. Xin mời hai thành viên đầu tiên, Y Hải và Trương Thanh Long. Ủa, cái này là cái phong cách gì đây? À, Phước Lộc Thọ. Phước Lộc Thọ luôn dạ, hả? Hên lắm, hên nhìn lắm. Giống ông già Noel đó. Bên mình á, thắt cái nơ mà màu đỏ nó sang gì đâu á. High team, fashion gì đâu. Team nhà em là team tỉnh táo. Team tỉnh táo. Bên đây team mất trí. Team mất trí hả? Trời ơi. Câu hỏi đầu tiên như sau. Trong phim hoạt hình Nữ Hoàng Băng Giá, người tuyết có tên là gì hết? Xin mời chị Hải. Elsa. 3, không phải. 2, 1, hết giờ, khỏi trả lời. Trả lời. 3, Elsa gì á? 2, 1, hết giờ luôn. Khán giả, con người tuyết tên gì? Olaf. Olaf. Trời, tên khó quá. Tự nhiên, trong phim Nữ Hoàng Băng Giá, con người tuyết tên Elsa. Elsa là nhân vật chính của người ta. Ta đẹp lộng lẫy. Let it go. Let it go. Let it go. Let it go. Can't hold it back anymore. Câu hỏi thứ hai như sau. Câu này nè, tập trung. Câu này là câu đấu chữ. Mình phải nghe thật kỹ nha. Tôi là vũng nước khá sâu, có sắt trên đầu, ai cũng cần tôi là chữ gì? Phạm Quy chưa nói hết. Hết. Trả lời. 3. Là này. Chữ gì? Chữ gì? 1. Thôi khỏi trả lời. Trả lời. Áo. Áo với gì? 3. Áo với quần. Áo. 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 Nào, hãy dành em một cái ôm. Cảm ơn anh. Không, mọi người thân mến, thật sự người ta là nhà thiết kế mà. Cho nên là lúc nào trong đầu cũng có áo với quần thôi, chứ không thể nào có những cái khác được. Và cái câu này đố mẹo. Tôi là vũng nước khá sâu, có sắt trên đầu, ai cũng cần tôi. Khá sâu là cái ao, nhưng mà có sắt trên đầu là áo, có nghĩa là ao và áo. Ao áo. Ây da, còn một câu nữa thôi, ráng lên. Câu hỏi cuối cùng dành cho anh Trương Thanh Long và Duy Hải như sau. Bệnh vô sinh có di truyền không hết? Mời anh. Không. Vì sao? Có đẻ được đâu mà di truyền. Hợp lý mà. Và câu trả lời của anh là không, không. Là chính xác. Chúc mừng. Chúc mừng một điểm đầu tiên cho đội màu đỏ. Lượt thứ hai. Nam Anh lên. Em nào. Mỹ Nhân lên. Câu hỏi đầu tiên dành cho hai bạn như sau. Sài Gòn Anh Yêu Kem là series phim hài của nghệ sĩ nào hết? Ai vậy? Mời Nam Anh. Việt Hương. Việt Hương. Việt Hương. Việt Hương. Việt Hương. Việt Hương. Chính xác. Một cái series hài rất là thành công của chị Việt Hương. Và nếu như mọi người muốn tìm hiểu thêm, mọi người có thể search trên YouTube kênh của chị Việt Hương để có thể xem thật là kỹ nha. Câu hỏi tiếp theo như sau. Muốn đến Nha Trang thì sân bay gần nhất là sân bay nào hết? Mời em. Tân Sơn Nhất. 3. Tân Sơn Nhất. Sân bay Tân Sơn Nhất. Cam Ranh hả? Cam Ranh là một đáp án. Nói giùm anh đi. Chính xác. Chính xác. Ủa anh ơi, phải đi sân bay Tân Sơn Nhất mới bay được chứ. Mình tới sân bay gần nhất để đi. Đúng Nha rồi. Trang mà. Thì gần mình là mình đã ở Sài Gòn, thì mình gần của mình là Tân Sơn Nhất. Mày đó, mày đó. Kỹ nha. Sân bay Tân Nhất, sân bay Cam Ranh và Nha Trang. Muốn tới Nha Trang một cách gần nhất. Đúng là rồi. Chúng ta phải đi cái nào gần hơn? Hồ Chí Minh chi Tây. Đúng rồi, Hồ Chí Minh. Bỏ rồi. Đúng rồi. Bỏ đi anh ơi, bỏ anh đi. Cam Ranh. Câu hỏi cuối cùng của hai bạn như sau. Hoàn thành câu tục ngữ sau. Chấm 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 đi trước, chấm 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 đi sau. Hết. Cái gì? Cái gì đi chứ? 3, 2, 1. Hết giờ, hết giờ, hết giờ. Con trồng cái cày đi sau. Bấm, bấm, bấm. Trả lời. 2, 3. Con trâu đi trước, cái cày đi sau. Câu này tôi xác định là một câu hợp lý, chính xác. Yeah. Chúc mừng.
Hoặc là có thêm một cái câu nữa, đó chính là ăn cổ đi trước, lội nước đi sau. Tỷ số hiện nay đang là 3-1 nghiêng về đội màu đỏ. Xin mời thành viên tiếp theo của đội màu xanh. Và đội màu đỏ. Bắt tay một cái. Ủa gì hả? Lộ diện danh tính nè. Đó chính là Cao Ráo. À không, Cao Ngân sẽ thi đấu cùng với Tuấn Kiệt. Sao anh không bắt tay em? Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, nói với anh một câu. Em ghen. Ráng trả lời đúng đi, tối vẫn đi ăn kem. Em đâu ghen với anh đâu. Câu hỏi đầu tiên như sau: Tết Nguyên Tiêu rơi vào ngày nào trong năm? Phạm Huy. Hết. Trong năm A phải hết. Trả lời. Rằm tháng âm lịch. Tức là vào cuối. Vào cuối, cuối tháng. Cuối hết giờ. Trả lời. Cuối thu. Hai. Thu cuối. Một. Hết giờ. Bạn Kiệt, bạn trả lời. Thu cuối. Câu trả lời của chúng tôi đó chính là rằm tháng giêng. Không, nãy giờ Quân trả lời câu nào cũng đúng luôn á mà không ai chịu nghe Quân nhắc hết trơn. Câu hỏi tiếp theo như sau: Một người đi cầu thang nhưng đi một bước lùi lại một bước, tại sao người đó vẫn lên được cầu thang hết? Đi thang máy. Người đó đi bằng thang máy ạ? Người đó đi bằng thang máy ạ? Đó là một đáp án chính xác á. Câu hỏi cuối cùng dành cho hai bạn như sau: Lễ Vu Lan là ngày nào trong năm hết? Mời Cao Ngân. Dạ, gặp tháng 7. Là ngày 15 tháng 7 âm lịch ạ. Chúng ta cùng nhau chúc mừng cho câu trả lời chính xác của Cao Ngân. Tỷ số hiện nay là 3 đều. Xin mời người cuối cùng. Đó chính là Hà Thu và anh Quân. Câu hỏi đầu tiên: Nhóm nhạc 101 có bao nhiêu thành viên hết? Nhiêu vậy? Nói đại đi 3, chị. Em cũng không biết. 5. 5 thành viên là một đáp án chưa chính xác. 11. 3. 11. Tại sao nghĩ 11? Hả? Đội em nhắc phải không? Đúng rồi, 11 người. Câu trả lời 11 là đáp án chính xác. Câu hỏi tiếp theo như sau: Theo phong tục ngày cưới, bản vu quy sẽ được treo ở nhà trai hay nhà gái hết? Nhà gái. Nhà gái là một đáp án chính xác. Tỷ số vẫn đang hòa nhau 4-1, thế mới hay xin là. Chúng ta chỉ còn một câu quyết định nữa mà thôi. Nào, cố lên. Câu hỏi cuối cùng như sau: Ngày duy nhất trong năm mà Ngưu Lang chức nữ gặp nhau là ngày nào hết? Mùng 7 tháng 7 âm lịch hàng năm. Chắc chắn đúng. Còn nói gì nữa? Hà Thu đã đi về luôn rồi. Chúc mừng. Bình lĩnh. Chúc mừng cho đội màu xanh đã chiến thắng và có gợi ý đầu tiên. Quý vị thân mến, chiến thắng vòng thứ nhất thì đội màu xanh đã có một gợi ý. Nhưng tôi lo quá, đội màu xanh với cái tinh thần đồng đội ban đầu là tim mất trí, thì không biết là có giải được cái này hay không. Và xin mời cả nhóm mình bắt đầu thảo luận. Vô. Gồm vô bên đây nè, bên đây nè. Ủa vậy hả? Đây là nhóm người mà trong đó có người giữ thẻ đùa. Mình giải phương trình không đó, đẳng cấp gì đây? 5, 4, 3. Cái này hồi nãy là ngày nào vậy? 4, 5, 5. Là chúng ta đã có được một cái khoanh vùng này rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thôi em với Kiệt là không có. Được rồi, trừ cái hai người. Rồi, mời các bạn về vị trí. Quân ơi, với gợi ý đó, bọn em đang nghĩ gì? Đã loại được hai người ra khỏi vòng. Loại được hai người rồi. Ai thế anh Quân ơi? Nam anh trả lời. Nói gì ngu. Cái gì? Nói gì ngu. Ngu gì nói. Em thấy đa số là mọi người đang hoài nghi đội bên em. Nhưng mà mọi người ở trong cái đội đó cũng phải cẩn thận. Có nhiều khi là mọi người diễn để đánh trống lảng đó.
Chính xác. Ủa chị Ngân, nãy giờ diễn mệt không chị? Thật sự thì em không có diễn. Hồi nãy em có nhờ anh Minh Xù bắt chế độ mà diễn viên Hollywood lên cho mọi người diễn thôi. Còn em thì em không có diễn, tại vì em vốn dĩ thật thà, em toàn nói thật. Em mà là thẻ đùa là hả? Là hả? Em sẽ nói cho mọi người biết luôn là em là thẻ đùa, để cho mọi người đoán chung, mọi người được nhận tiền thưởng. Em không nhận, em tin Cao Ngân. Hiện tại là em đang tin thôi đúng không? Phụ nữ đẹp có lý do gì mà không tin nhau anh? Đồng ý chứ à, hay. Trời ơi, nâng người ta xong sẵn tiện kéo mình theo à. Dạ, em cảm ơn chị ạ. Em hỏi với anh Long ơi, hồi nãy mà anh đứng cho đó, anh lấy ra cái chữ trong thẻ của anh là chữ gì? Nói thiệt nha. Bây giờ là em đang ngồi là đối chiến tuyến của anh đó, anh còn không biết em như thế nào mà tại sao anh phải nói thật cho em nghe. Chính đúng xác. Không? Em từ lúc tới giờ là anh hiểu cái con người của em rồi đó. Em cũng hiểu con người của anh rồi đó, đúng không? Vậy là đùa xiền luôn nè. Không, đùa xiền. Nãy giờ thấy Quân ít nói nhất đó. Quân là nãy giờ tập trung giải mã nãy nhất. Giờ Quân không phải bởi vì ngồi đối diện Hà Thu mà bởi vì Hà Thu cười đẹp quá nên là cứ ngồi ngắm đi từ nãy giờ thôi. Thực ra trong đầu không có nghĩ gì hết á. Mà cái mặt của Hà Thu rất là poker face nên là nghi vấn. Bên đây đã có nghi vấn của mình. Thế thì bên đây thì sao? Có muốn tiết lộ thông tin gì không? Nào, Duy Hải. Em nghĩ im lặng là vàng. Em đã nắm trong tay rồi. Bây giờ em sẽ là lặng lặng em quan sát mọi người. Lặng lặng quan sát. Là ngay chốc. Bạn lặng lặng quan sát mà bạn không tìm được nhiều đồng minh. Chúng tôi chỉ mở thẻ phân vai vào cuối chương trình của số đông bình chọn nhiều nhất mà thôi. Nếu như chúng ta cứ giữ cho riêng mình, cho dù bạn có đoán đúng đi chăng nữa, thì chỉ có một mình bạn thì cũng chúng tôi cũng sẽ không mở thẻ phân vai của người đó. Không mở. Vậy là bây giờ mình phải nói giống như là mình kêu gọi mọi người đúng không? Tùy. Và bây giờ chỉ mới có gợi ý đầu tiên thôi à, đã gây xào xáo nội bộ của đội màu xanh rồi. Và đặc biệt hơn hết là có rất nhiều nghi vấn từ đội màu đỏ nữa. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau khám phá thêm đi một cái gợi ý mới. Nhưng làm sao để có được sự gợi ý này, chúng ta sẽ cùng nhau đến với vòng 2 của chương trình mang tên Ai Mạnh Ai Yếu.